Thưa quý vị, trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm tại Bà Rịa Vũng Tàu, khu căn cứ Minh Đạm đã ghi dấu nhiều chiến công vang dội của quân và dân địa phương. Ngày nay, căn cứ Minh Đạm không chỉ là một di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia, đây còn là điểm du lịch nổi tiếng với nhiều cảnh quan hùng vĩ làm say đắm lòng người. Ở phía đông nam huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có dãy núi chạy theo hướng bắc nam dài hơn 8 km với độ cao trung bình 200 m so với mặt nước biển. Trước đây, núi có tên gọi là Châu Long Châu Diên. Năm 1948, để tưởng niệm hai chiến sĩ cách mạng là Bùi Công Minh và Mạc Thanh Đạm, bí thư và phó bí thư huyện Long Điền, đã anh dũng hy sinh khi bị địch phục kích dưới chân núi. Nhân dân trong vùng đã đặt lại tên cho núi là Minh Đạm. Với địa thế núi non hiểm trở, trong những năm kháng chiến, Minh Đạm đã trở thành căn cứ địa cách mạng của quân dân địa phương, làm bàn đạp tiến công địch ở các vùng lân cận. Miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, năm 2004, huyện Đất Đỏ đầu tư xây dựng một đền thờ, thờ phụng 2.692 liệt sĩ ngay dưới chân núi Minh Đạm. Mới đây, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đất Đỏ khánh thành hai cột cờ trên hòn đá chẻ và sa bàn, tái hiện toàn bộ di tích lịch sử chiến khu Minh Đạm. Khu di tích là một trong những điểm đến của các chuyến hành trình về nguồn. Đúng, cách đây là hơn 10 năm, chú cũng có một cái đoàn của cán bộ hưu trí của phía Bình Dương xuống đây để tham quan tìm hiểu lại cái lịch sử ở đây về cái núi Minh Đạm này. Thì cho đến hôm nay thì cũng có, chú cũng có dịp trở lại đây thì thấy rằng đã thay đổi quá lớn, nhất là những cái là về mặt xây dựng, tạo nên những cái là tượng đài, những cái nhà bia tưởng niệm, nó rất là khang trang hoành tráng, nó cũng xứng tầm với các nơi mà đã tôn tạo lại. Những ngày cuối tuần, Minh Đạm đón rất nhiều đoàn khách đến tham quan cắm trại và cũng là để chiêm nghiệm những giá trị lịch sử, giá trị cuộc sống yên bình hôm nay giữa không gian thấm đẫm những hy sinh khốc liệt của cha ông trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Bình quân mỗi năm, khu di tích lịch sử cách mạng Minh Đạm đón hơn 150.000 lượt khách. Tìm về những địa chỉ đỏ, thì trong đó có địa điểm là khu di tích lịch sử núi Minh Đạm. Thì qua tìm hiểu lịch sử cũng như là mong muốn các bạn đoàn viên thanh niên đến đây để tìm hiểu về cái quá trình hoạt động cách mạng của những ông cha ta ngày xưa đã đổ nhiều xương máu cũng như là hy sinh để giành lại độc lập tự do cho dân tộc ngày hôm nay. Thì chúng em đến đây rất là bồi hồi, xúc động, nhớ về những công ơn ngày xưa của ông cha ta. Hôm nay được hòa bình là chúng em cố gắng, quyết tâm học tập, lao động để làm giàu cho đất nước mai sau. Hôm nay em du khảo về đây là em có cảm xúc là mình tưởng nhớ là các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh gì cho đất nước, và hiện tại là em là một thế hệ trẻ thì em phải đi ôm lại và quyết tâm, có sự quyết tâm là suy nghĩ mình là chín chắn hơn và sau này mình sẽ làm một việc đó có ích cho xã hội, cho đất nước. Khu di tích lịch sử cách mạng Minh Đạm không chỉ là niềm tự hào của quê hương Đất Đỏ anh hùng mà còn là nơi lưu giữ, giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ nối tiếp nhau.